của Bồ Tát Hạnh trong một cái cư sĩ tại gia, ngài muốn chuyển đổi một cái phương pháp tu không phải tu xuất gia mà thọ giới Bồ Tát, mà là cư sĩ tại gia vẫn thọ Bồ Tát giới để tu hành đặng chóng mau thành đạo quả. Bởi vì á, chỉ có thượng bờ là thọ Bồ Tát giới là thượng báo tứ trọng ân thì cái công quả tu hành nó mới sâu dày, đó mới có thể là lập công bồi đức, nó mới mau thành tựu đạo quả. Cho nên á, thường thấy quý vị á, nhìn thấy hồi xưa á, thì cái đạo Phật dạy đó là trên có xuất gia, dưới có tại gia, phần tại gia chỉ có ủng hộ các sư á, lần lần họ mới lên con đường giải thoát. Nhưng mà hôm nay tại gia cư sĩ của Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy dạy là trực tiếp để mà hành xử tứ đại trọng ân, để tu Bồ Tát hạnh, để mà chóng mau thành Phật quả là quả vị Phật. Cho nên đó, nó có khác hơn cái đạo Phật từ xưa đến nay là cái chỗ đó. Vậy thì cái người tùy theo cái trình độ căn cơ của mình để mà thọ nhận cái phương pháp tu để gần với cái quả vị cứu cánh giải thoát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng và chú Tư Chương cũng như là Châu Phú, thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có buổi chiều thanh tâm thường an lạc và sức khỏe được dồi dào. Và buổi chiều ngày hôm nay Tiến Dũng đi cùng với Châu Phú để trước là đến thăm chú Tư và sau để quay cái căn nhà phước thiện mà chú Tư đã đang xây cất để hỗ trợ giúp cho bà con khó khăn ở trong địa phương. Thì hôm nay Tiến Dũng và Châu Phú cũng có một cái câu hỏi để nhờ chú Tư giải đáp về cái đề tài sự cúng lạy của Đức Thầy đã dạy cho tín đồ đó chú Tư. Như vậy thì cái bài cúng lạy đó ý nghĩa như thế nào và lợi ích ra sao, để cho chú Tư giải đáp để cho bà con cũng như là Tiến Dũng và Châu Phú được hiểu thêm về cái lợi ích của sự cúng lạy mà Đức Thầy đã dạy tín đồ. Và Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Tướng Dũng cũng như Châu Phú và tất cả bà con kính mến, thưa quý vị, thì vừa qua Tướng Dũng có gợi ý lên một cái đề tài nói về sự cúng lạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy cho tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay thì cũng cái nhân duyên, tôi cũng sơ lược qua về cái ý nghĩa của những cái bài cúng lạy. Trong cái phần cúng lạy đó thì nó có hai phần. Một á, là cái bài cúng về Củ Quyền Thất Tổ, hai là bài cúng về Tam Bảo. Thì có hai phần này á, bài cúng Củ Quyền Thất Tổ á, thì có nói đến cái ý nghĩa về cái Củ Quyền Thất Tổ và cái hiếu đạo. Còn cái bài cúng về Tam Bảo đó thì nói về ý nghĩa của một cái người mà tín đồ cũng như là một đệ tử đối với một vị thầy. Và cái phận sự của một người đệ tử phải làm phận sự của mình. Thưa quý vị, thì trở lại một cái đề tài này, muốn nói đến cái đạo Phật từ xưa cũng đã có những cái nghi thức của một cái tôn giáo. Thì đối với thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì các vị thời xưa thì Đức Phật trực tiếp để mà thuyết pháp cho các vị đại đệ tử nghe và tu hành đắc đạo. Về sau này đó thì các vị ấy thường tụng lại những cái lời mà thuyết pháp của Đức Phật. Cho nên á, nghĩa là trong cái nguyên tắc của một cái người nhà tu thì trong cái hai thời kinh kệ bên cái đạo Phật mà từ xưa đến nay đã có, thì thường là trong các chùa hay là các nơi âm cốc gì cũng vậy, trong hai thời khuya tối và thời khuya giấc sáng đều có hai cái thời công phu, các vị ấy thường là tụng những cái bộ kinh do Đức Phật thuyết ra. Vậy thì tại sao mà các vị ấy phải tụng lại những cái phần này? Thưa quý vị, đó là một cái nghi thức tôn giáo của đạo Phật đã có từ xưa đến nay. Hàng ngày đó các vị đệ tử thường tụng kinh để nhắc lại lời kinh kệ của Phật, nhớ đó để mà làm.
Và cái thứ hai là hai thời đó để cho các vị là chư tăng hoặc giả là bên ni thì họ có một cái sự công phu hành đạo căn bản trong một ngày là có hai thời tối và khuya. Thì đối với Phật giáo Hòa Hảo đó là một cái mối đạo canh tân và quy nguyên về một cái đường lối của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà đặc biệt có một điều đó, Phật giáo Hòa Hảo đó là tùy trình độ căn cơ, chứ nó không phải đi một truyền thống, một đường lối tu theo một cái nghi thức, nó gọi là từ thấp lên cao, hay hoặc giả là nó theo một cái đường lối phải có một cái logic để mà đi đến một cái sự hoàn thiện. Cho nên Phật giáo Hòa Hảo là tùy trình độ căn cơ, nếu người nào giác ngộ có một căn cơ nào tu theo một phương pháp nấy. Nhưng Ngài cũng không có bỏ qua một cái đường lối như Đạo Phật từ xưa đã có. Theo các sư thì hàng ngày quý vị thấy là trong các ngôi chùa hả, mà buổi chiều tối chặng vạng đã nghe lời kinh tiếng kệ, tụng những cái lời mà Đức Phật đã nói và Đức Phật thiết cho tất cả các đệ tử nghe. Chẳng hạn như là Xá Lợi Phất hoặc giả là một Kiền Liên hay hoặc A Nan đều dấn Đức Phật và Đức Phật nói thiết cho nghe, thì các vị ấy thường tụng lại những cái thời kinh tiếng kệ đó. Thì hôm nay đó thì cái nghi thức đó Phật giáo Hòa Hảo cũng quy nguyên là phương pháp và cái công phu thời Đức Phật để lại. Thì hôm nay có nguyên tắc nó là sớm giới chiều, gán chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Cho nên Ngài cũng đưa về cái nghi thức là sớm và chiều. Còn có câu là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hằng như vậy nhớ lời đừng sai. Tại sao Ngài phải kêu sớm với chiều làm như vậy? Bởi vì đây đó là một cái nghi thức và nó cũng là một cái phương pháp để có một cái giờ giấc công phu và tu hành. Chứ nếu mà cái người mà không có hai cái thời cúng sớm và khuya thì là thường hay người ta bỏ lơ đi tất cả những cái công phu hành đạo. Cho nên đó là cái nguyên tắc đó là tối là đến cái thời cúng rồi, người ta trong cái bài cúng đó Đức Thầy dạy là nhắc nhở lại cái lòng hiếu đạo của mình đối với tổ tiên, và trong đó đó là cái bổn phận của mình đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Và trong đó đó Ngài nói về Phật Pháp Tăng là bổn phận của người tín đồ phải làm theo lời của Phật, và cũng không quên làm phận sự của mình đối với tất cả chúng sanh. Và cuối cùng đó thì nhắc nhở cho mình biết là Phật sẽ gia hộ cho mình tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Đó là cái ý nghĩa ở trong cái bài cúng, để mà cho cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo công phu vào buổi khuya và buổi sáng. Cho nên Ngài nói là trong cái thời cúng nó chỉ là một cái phương tiện để mà có một cái thời gian nhắc nhở mình để công phu hành đạo, chứ không phải là thời cúng là một cái phương pháp tu. Thành ra sự cúng lại là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ để phận sự để mà làm. Cho nên như vậy thì căn bản đối với người tu là hai thời cúng lại không thể sơ sót được, là bởi vì đó là nhắc nhở của mình. Ví dụ như từ sáng tới chiều mình làm tất cả các công việc, nhưng mà tới tối rồi đó là ví dụ như 6 giờ hoặc 7 giờ hoặc 5 giờ tùy theo một cái góc độ của cái người đó, thì là cái bổn phận họ phải lên đèn, lên hương và cúng. Và trong cái bài cúng đó cái nội dung là nhắc nhở và mình bổn phận của mình đối với tổ tiên ông bà, với Đức Phật, và bổn phận của mình đối với mình. Cho nên á, trong cái thời cúng này nó có ý nghĩa như sau. Một á, là trước hết á, là Phật giáo Hòa Hảo có ba ngôi thờ cúng đó. Một là Cửu Quyền Thất Tổ, là thờ cúng tổ tiên ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Hai nữa là Tam Bảo, là thờ kính tất cả các vị Phật Pháp Tăng. Thì các vị mà các đấng thiêng liêng để mà chúng ta làm phận sự đối với các ngài, và mình cũng là tôn kính các vị Phật. Rồi cái thứ hai đó, thứ ba nữa là ở ngoài bàn thông thiên. Bàn thông thiên cũng tượng trưng
là một cái chân lý mà cũng tượng trưng cho đối với trời Phật. Và ở trên á thì thông thiên là đối với trời, đối với Phật, và tứ phương là đối với tất cả các vị Phật. Mà mình làm bổn phận, ở trong đó nó có cái ngũ nguyện cầu và cái bài quy y. À, thưa quý vị, bây giờ nó trở lại về cái phần chi tiết của bài cúng. Cho nên cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hay Hoạt Giả là một nhà tu, thì bất cứ một cái vị nào giàu xuất gia hay tại gia cũng phải đều có cái nguyên tắc hai thời cúng này. Đó, thì hai thời cúng đó nó gồm có, một là cửu quyền thất tổ. Thì trong cái bài mà cúng cửu quyền thất tổ thì trước hết mình cầm nhang, chắp tay lên trán, rồi mình xá ba xá và quỳ xuống, rồi thắp hương đưa lên trán, mình đọc cái bài mà cúi kính dâng hương. Thì cái bài cửu quyền thất tổ là cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ, chứng lòng thiền nay con tỉnh ngộ, quy y Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Vậy thì cúi kính dâng hương tất nhiên là mình đốt một cây hương và quỳ xuống và kính thờ, kính trọng các vị như là tổ tiên ông bà nhiều đời nhiều kiếp. À, trước cửu quyền ở đây nó có hai trường hợp, một là tổ tiên, tổ tiên là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. À, cửu quyền là muốn nói đến những cái ông bà nhiều đời nhiều kiếp đã còn ở đọa lạc từ cái cõi người xuống cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tổ tiên là muốn nói đến bảy đời các vị này đã siêu thoát và đã trở về với các cái cõi thánh tiên Phật thánh thần. Vậy thì ở đây á, là bổn phận của mình, khi mình đã đốt hương thì kính thờ các vị ấy là cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ. À, mình cầu trên là thất tổ là các vị đã tu chứng và đã ở cõi trên. Cửu quyền đó là muốn nói đến các vị này còn ở trong một cái cảnh giới nghĩa là luân hồi, đọa lạc. Rồi chứng lòng thiền, lòng thiền là lòng thành của mình, nay con tỉnh ngộ. Thành ra hôm nay á, mình hứa với cửu quyền thất tổ ông bà, hôm nay á, là chứng minh cái lòng thiền là lòng thành của mình. Tỉnh ngộ tất nhiên là chứng minh cho cái sự giác ngộ của con, hôm nay con đã tỉnh ngộ và biết được một cái cuộc đời là giả tạm vô thường, cho nên con hứa với cửu quyền thất tổ ông bà để mà lo tu. Đó, chứng lòng thiền nay con tỉnh ngộ, quy y Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Hứa với cửu quyền thất tổ ông bà là hôm nay con sẽ quy y với Đức Phật đó, để mà ráng lo tu hành để mà tạo cái phước duyên cho con và cho cửu quyền thất tổ để được siêu thoát. Đó là cái phần dâng hương, cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ, chứng lòng thiền nay con tỉnh ngộ, quy y Phật. Hai chữ quy y đây á, là thọ nhận cái lời của Đức Phật đã chỉ dạy. Và con đã chấp nhận theo Đức Phật để mà tu hành. Đó là cái bài mà hứa trước cửu quyền thất tổ ông bà. Cho nên thầy nói là chớ bỏ lời thầy nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh, là hằng ngày mình thường thề nguyện trước cửu quyền thất tổ ông bà. À, mình nguyện rồi cho nên thầy mới nhắc nhở mình đừng có quên cái lời hứa của mình đối với tổ tiên ông bà, đối với Phật thánh tiên đó. Cái phần đó là một cái phần khi đốt hương rồi mình cắm hương, khi cắm hương xong rồi đứng chắp tay vào ngực đó, đọc tiếp bài cúi đầu. Thì cúi đầu lại tạ tổ tâm, báo ơn sanh dưỡng rày công nhọc nhằn, rày con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Vậy thì cái bài này đó là cúi đầu lại tạ tổ tông, khi mình đã nguyện và đã hứa với cửu quyền thất tổ ông bà rồi, mình cắm hương rồi đó, lại tất nhiên là cúi đầu lại tạ tổ tông là cái ơn của tổ tông ông bà cha mẹ đã tạo cho mình được cái hình hài và cuộc sống mình ngày nay có được như vậy. Cho nên cái người thọ ơn đó nghĩa là biết báo ơn, cho nên là cúi đầu lại tạ tổ tông là mình lại cái công ơn của ông bà tổ tiên. Đó,
cúi đầu lại tổ tông báo ơn sanh dưỡng rày công nhọc nhằn, nghĩa là mình đã biết ơn rồi nên mình hôm nay là báo ơn, lại tạ đó là mình báo ơn. Báo ơn sanh dưỡng rày công nhọc nhằn mới rày con xin giữ đầu hằng, mình hứa với cửu quyền thất tổ từ đây sắp lên mình sẽ giữ cái diền mối của cái đạo nhân, cái đạo hằng tất nhiên là đạo nhân luân, và hằng ngày mình thường giữ theo một cái quy giới của Đức Phật và những cái giới luật mà Đức Phật đã chỉ dạy, và cửu quyền thất tổ ông bà mình đã hứa. Cho nên đó là lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng rày công nhọc nhằn mới rày con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nghĩa là mình hứa mình ráng tu cầu cho tổ tiên ông bà đó là siêu thanh về cái cõi Phật. Đó rồi, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, nghĩa là mình hứa mình sẽ làm cho đẹp mặt mày đặng mà thoát nơi khổ hải, là thoát nơi cái cõi khổ, cái cõi ta bà này, liên đài được lên. Liên đài là một là muốn nói đến cái cõi Phật, là khi mà cái người đắc quả thì ngồi trên cái hoa sen đài sen đó, một là đài sen là nơi ngồi của các vị mà Phật trong các cảnh giới, và cái thứ hai nữa là cõi cực lạc liên qua quá thân đó. Liên đài được lên mới mong nhờ đức cả bề trên, mình mới nguyện hứa và mình cầu các đức cả bề trên là các vị tổ tiên ông bà để độ con yên ổn vững bền cõi tu. Đó, thành ra nhờ cửu quyền thất tổ ông bà độ cho con đặng vững bền, đặng mà con tu hành đừng có bị sa ngã, đừng có bỏ giới luật và không quên công ơn của tổ tiên. Đó là một cái bài cúng nói về cửu quyền thất tổ. Đó. Cái phần thứ hai là cái ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo á, là cái bài trước hết là bài quy y, sau là bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Bài quy y gồm có là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Đây là bài quy y. Và trở lại phần chi tiết là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là hôm nay trước hết là mình nguyện đến một vị giáo chủ cõi ta bà. Là Đức Phật Thích Ca. Là giáo chủ cõi ta bà, cho nên mới nguyện trước là đọc đến danh hiệu của Ngài. Kế đó đó là Nam Mô Thập Phương Phật, nghĩa là mình cầu nguyện mười phương Phật và mười phương Pháp, mười phương Tăng. Rồi mới Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Phật Tổ là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thầy, mười phương Tăng này là có phải là các vị thánh tăng mà ngày xưa đã đệ tử của Đức Phật tu hành đắc đạo không chú Tư, hay là đúng rồi, hay là các vị tăng ở dưới trần gian mà chú Tư? Không, đó là muốn nói đến cái bậc thánh tăng. Thánh tăng ha. Dạ, bậc đắc đạo rồi, chứ không phải là các vị tăng ở cõi trần này ha. Không, các vị này thì nó còn ở trong cái dòng sanh tử phàm tăng. Là phàm tăng thì nó chưa có đứng vào vị trí mà thập phương được. Là mười phương chư Phật đó. Thành ra như vậy thì các vị mười phương chư Phật này toàn là các vị thánh tăng đã tu hành đắc đạo. Đó, thành ra mình mới nguyện cho tất cả các thập vị đó. Thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Thập phương Pháp là muốn nói đến mười phương chư Phật và mười phương các Pháp của các vị Phật đó. Và mười phương Tăng là các vị thánh tăng. Rồi mới Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Phật Tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thầy là muốn nói đến là một vị Phật gần đây nhất, đó là Phật Thầy Tây An. Phật Thầy Tây An. Và chuyển kiếp trở lại đó là trong Bửu Sơn Kỳ Hương, hệ thống Bửu Sơn Kỳ Hương Đức Quỳnh Giáo Chủ đó. Rồi mới là Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, bởi vì Quan Thượng Đẳng đó là một trong các vị cứu đời. Thành ra Đức Thầy cũng là một trong các vị đó, là cũng có Quan Thượng Đẳng Đại Thần.
quan thượng đẳng đó, khi mà ngài tròn phận sự trung hiếu, ngài được vua mà Tự Đức đó sắc phong ngài đó là quan thượng đẳng đại thần đó. Dạ, tại vì ngài trung hiếu vẹn toàn. Dạ, trung hiếu vẹn toàn. Cho nên sau khi mà ngài đã hồi sau trào pháp đó, thì ngài đã bị nạn là pháp nó đã mà hành quyết ngài rồi, thì cái chân linh của ngài đó gặp được Đức Phật Thầy, và Đức Phật Thầy khai ngộ, và ngài cũng chứng đạo và đi theo Đức Phật Thầy để giáo hóa chúng sanh. Cho nên như vậy mình cũng nguyện đến quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, là muốn nói đến hồi cái thời kỳ phong kiến, các vị ấy đó thường mà phò chúa, minh chúa. Và muốn nói đến quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, là mình muốn nói đến các vị mà cụ thần sau này để phò minh chúa đó. Chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, là tất cả các vị mà ở trên núi mà Đức Thầy nói dạy hỡi chư thần mau nói gót, theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Như vậy thì trong cái đợt mà khi mà Đức Thầy giáo hóa này đó, là không riêng tất cả các vị mà chư thần ở núi cũng đi xuống để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên hiệp cùng Phật Thánh Tiên để mà xuống hóa chúng sanh. Cho nên trong số đó có quan thượng đẳng đại thần và trăm quan, các vị mà năm non bảy núi. Thành ra hôm nay mình cái bài quy y này là một là quy y, nguyện quy y với Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà, và Phật Đức Phật Thầy trong hệ thống Bửu Sơn Kỳ Hương, và luôn các vị như là quan thượng đẳng đại thần, trăm quan và các vị năm non bảy núi, đều đó hôm nay mới chứng minh cho cái tấm lòng của mình, chứng minh cho mình xin quy y các ngài. Các ngài ở đây đó là chỉ cho các bậc đắc đạo đó, Phật Thánh Tiên Thần đó. Thành ra quy y có nghĩa là mình đã làm theo các lời dạy của các vị ấy. Trong giáo lý của Đức Thầy thì gồm có kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Cho nên như vậy thì quy y là Phật Thánh Tiên Thần. Nhưng mà ở đây nó không có tuyệt đối là mình sẽ quy y theo một vị nào, nhưng mà nếu cái người nào có căn duyên với vị nào thì quy y theo cái vị đó trong cái số Phật Thánh Tiên Thần, chứ không phải là nhất định là người nào cũng phải quy y từ các vị sơn thần năm non bảy núi, hay là quan thượng đẳng đại thần, hay trăm quan, hay là các vị thánh, mà là tùy theo trình độ căn cơ. Cho nên Đức Thầy mới nói là vì thể lòng từ bi bác ái, cùng phù đáp những linh hồn đã trở duyên nhiều tiền kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Cho nên vì vậy mà ngài tùy trình độ căn cơ của tất cả chúng sanh để mà giáo hóa. Vậy thì ở đây đó, hôm nay mình hứa là mình sẽ quy y với Phật Pháp Tăng và quy y với tất cả các vị như trên, để mà chứng minh cho mình, để mà mình có được một cái sự mà tu hành và vững chắc cái lòng tin của các vị ấy. Cho nên cái bài đó nó gọi là bài quy y. Hằng ngày mình hứa mình nguyện theo các vị ấy để mình làm cái phận sự tu hành của mình. Đối với Phật Thánh Tiên Thần, đối với bổn phận của mình, đối với tất cả chúng sanh. Đó đó là cái bài quy y. Khi đọc bài quy y rồi đó thì mình quỳ và lắp hương, rồi mình mới cắm hương, rồi mới trở lại vị trí cũ là đứng và chắp tay vào ngực, mới đọc tiếp bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Bài này quan trọng nè. Cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện đó là trước hết đọc là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xả Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Vậy thì bài Ngũ Nguyện Cầu này
nó có 5 cái bài nguyện ở trong đó. Vậy thì trở lại cái phần chi tiết phần đầu, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là mình cầu nguyện cho tất cả, cầu nguyện tất cả các vị mà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, đặng mà chứng minh cho cái tấm lòng của mình Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh, là mình cầu nguyện tất cả các vị Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc và tất cả các vị Phật ở cái thế giới đó, để mà phổ độ chúng sanh, nên là mình cầu nguyện cho chúng sanh, nhưng mà mình khẩn cầu các vị Phật ấy. Đó là cái phần đầu. Phần thứ hai đó là nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng, nghĩa là Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An, là mình cầu là Thiên Hoàng là vua trời, Địa Hoàng là vua đất, vua dưới đất, nó gọi là âm phủ ha, gọi là Diêm Vương đó. Địa Hoàng rồi Nhân Hoàng là cái vị vua là ở cõi người. Ở đây là mình muốn nói đến là cầu các vị, nó gọi là Tam Hoàng hồi cái đời thượng cổ. Thầy nói là ta điên thở Tam Hoàng thượng cổ là Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Đó, ba vị vua ấy. Đó. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội. Liên Hoa Hải Hội là muốn nói đến là các vị mà Phật Thánh Tiên. Chữ Liên Hoa ở đây là muốn nói đến một cái nơi mà hội tụ và cứu hội tất cả các vị Phật Thánh Tiên. Nó gọi là Liên Hoa Hải Hội. Chữ Hải Hội đây là muốn nói đến cái rộng lớn, là một cái hội rộng lớn của Phật Thánh Tiên, gọi là Liên Hoa Hải Hội. Mới Thượng Phật Từ Bi, Thượng Phật đây là chỉ cho một vị Phật quá khứ và vị Phật là cao tột nhất. Ở đây mình nói đó là vị Phật cao tột nhất, là một vị Phật đã là đầu tiên hết để mà giáo hóa chúng sanh. Gần nhất là muốn nói đến Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà, còn là cõi Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Cực Lạc. Thành ra như vậy thì Thượng Phật Từ Bi là một cái vị Phật cao tột, Từ Bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, nghĩa là mình cầu nguyện các vị Phật ấy để mà phổ độ chúng sanh. Đây là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Mới nhị nguyện cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, là mình cầu nguyện cho Cửu Quyền Thất Tổ ông bà được siêu sanh cõi tịnh độ, là cái cõi của Đức Phật A Di Đà. Đó, mới tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, là mình cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền. Là phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ là tại nhà hiện tại còn sống, tăng lên cái tuổi thọ. Đó, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương là cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã chết, nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương. Đó, mới là Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly, nghĩa là mình cầu nguyện cho tất cả bá tánh vạn dân. Chữ từ tâm là cái trở về với cái tâm từ, trở về với cái lòng thành, trở về với cái tâm thiện, cái tâm mà từ bi bác ái. Đó, gọi là Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân là chỉ cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh trên thế giới. Đó, bá tánh vạn dân mới từ tâm bác ái, nghĩa là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trên cái cõi Ta Bà này, trên thế giới, giàu lòng từ bi và giàu lòng nhân ái đối với mọi người, và đem tình thương cho nhau, không có sát hại lẫn nhau, không có tàn sát lẫn nhau, và không có một cái tâm ác để mà trở về với cái tâm thiện của mình. Gọi là từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho tất cả các vị ấy để mà trở lại với cái lòng từ bi bác ái vị tha của mình, để mà giải thoát cái cảnh đau khổ và cái cảnh trầm nghịch ở cõi Ta Bà, nghĩa là luân hồi quả báo này. Rồi đến Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xả Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Cái phần ngũ nguyện cầu này đó là Phật Tổ là chỉ cho Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Phật Thầy là chỉ cho Đức Phật Thầy Tây An gần đây nhất,
đó, rồi từ bi xả tội, mình cầu nguyện các vị ấy xả tội, lòng từ bi các vị ấy xả tội cho mình. Tại vì cái đời hạ nguyên mạt pháp con người của mình tái sanh lên vào cái cõi này là người tâm trí tối đen, là đời lắm ma dương phấy rối và phước mỏng nghiệp dày, cho nên để cầu cho mình được nhẹ nhàng để mà mình lo tu hành, bởi vì mình đã quá tạo nhiều nghiệp nặng, cầu ơn trên Phật tổ Phật thầy mới từ bi xả tội, nghĩa là giảm bớt đi cái tội của mình để cho mình lo tu hành đó. Từ bi xả tội đệ tử, đệ tử là chỉ cho các vị tín đồ hoặc giả là đệ tử của Đức Phật, luôn trong đó có mình đó. Xả tội đệ tử tiêu tai là tiêu tất cả những cái tai nạn, những cái tai họa, là những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp mình đã dai, cũng như là con xin là dừng lại cái nghiệp chướng để con tu hành đến ngày thành công đắc quả, con sẽ trả lại, giống như cái người nghèo là xin cái người chủ nợ để mà dừng lại cái món nợ này để tôi làm ăn giàu có khá giả, rồi tôi sẽ trả cho nó rất là nhẹ nhàng. Hôm nay tôi nghèo quá, tôi trả rất là khó khăn, như là mình xin dừng dừng lại để rồi con lo tu hành đó. Chứ bây giờ là cái món nợ nhiều quá, con nghèo quá con trả không nổi, thành ra giờ xin cho con là từ bi xả tội. Đệ tử tiêu tai mới tịnh sự trí huệ. Tịnh sự là nó yên tĩnh, tất cả những cái sự việc đều trở lại với cái yên tĩnh và với một cái sự an nhàn, và trở lại với cái con người sống cái sự thanh tịnh của mình. Nó gọi là tịnh sự, là tất cả các việc đều là yên tĩnh, là dừng lại. Nó gọi là tịnh sự trí huệ. Chỉ có cái yên tĩnh trở về cái tâm thanh tịnh rồi nó mới phát khai cái trí huệ. Cho nên cầu cho mình trở về sự thanh tịnh và phát khai trí huệ mới thông minh, bởi vì nó có trí huệ mới thông minh, nó mới đắc đạo quả. Vậy thì Đức Thầy nói là tâm bình tịnh được thì phát huệ. Nếu ai mà dừng lại tất cả các sự việc là tịnh sự được thì trí huệ mới phát khai. Đây là cái bài ngũ nguyện cầu, là cái bài cuối cùng, là muốn nói đến cái bài nguyện đó để cầu khẩn tất cả các vị Phật để mà xả tội, nghĩa là để giảm bớt cái tội của con, là những cái nghiệp chướng đã tạo quá nhiều đời nhiều kiếp, mà hôm nay á con đã bị những cái nằm ở trong cái cõi ta bà, mà lại là hạ nguyên mạt pháp, tâm trí tối đen mà đời lắm ma dương phấy rối, cho nên là khó mà để mà vượt qua được. Cho nên cầu cho con được nghĩa là bình an vô sự đó, để con tu hành chống ma thành đắc đạo, rồi con đem cái công quả tu hành này để mà bù đắp và trả là cái công mà ơn và những cái nghiệp chướng hồi đó giờ con đã gây tạo. Đó. Vậy thì trở lại trong cái bài cúng này, nội dung của một cái thời cúng là muốn nói đến, một là làm phận sự báo ân, thượng báo tới tứ trọng ân, hạ tới tam đồ khổ, là Đức Phật khi xưa dạy cho các vị đại đệ tử, mà Đức Phật đó đã dạy cho các vị gọi là Bồ Tát là thượng báo tứ trọng ân, nghĩa là các ngài dạy cho cái phương pháp để mà đền đáp của cái công ơn của các vị đại Bồ Tát đó là tứ đại trọng ân. Mà hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy cho cái căn bản của người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó là trước hết đó phải đền đáp tứ ân đó, mới trừ thập ác, hành thập thiện thì cái sự niệm Phật mới được kết quả. Cho nên như vậy thì dạy cho tín đồ Phật giáo mặc dầu là cư sĩ tại gia nhưng mà hành xử tứ ân để thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Do đó là cái phương pháp này là cái phương pháp đặt cho một cái vị đại Bồ Tát hồi thời xưa mà Đức Thầy dạy cho thời nay, nghĩa là tín đồ Phật giáo hòa hảo phải phát đại nguyện tâm để mà thượng báo tứ trọng ân, để mà lập cái hạnh Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật. Chỉ có hạng Bồ Tát rồi á, cái hạng cấp Bồ Tát này nó mới gần với cái quả vị Phật. Chứ còn nếu mà chưa có thọ nhận cái giới Bồ Tát hạnh này á, thì đối với cái đạo Phật còn xa. Cho nên ở bên cái đạo xuất gia đó, các vị mà tăng sư trong hiện tại đó, nếu các vị nào thọ cái Bồ Tát giới thì các vị đó đã làm bổn phận Phật sự,
là bước tới gần cái quả vị Phật. Mà hôm nay đó Phật giáo Hòa Hảo dạy tín đồ mặc dầu cư sĩ tại gia nhưng mà hành xử thượng báo tứ trọng ân, hạ tới tam đồ khổ, đó là cái hạnh tu của Bồ Tát giới. Đó, của Bồ Tát hạnh trong một cái cư sĩ tại gia, ngài muốn chuyển đổi một cái phương pháp tu không phải tu xuất gia mà thọ giới Bồ Tát, mà là cư sĩ tại gia dẫn thọ Bồ Tát giới để tu hành đặng chống mau thành đạo quả. Bởi vì chỉ có thượng bờ là thọ Bồ Tát giới là thượng báo tứ trọng ân thì cái công quả tu hành nó mới sâu dày, đó, mới có thể là lập công bồi đức, nó mới mau thành tựu đạo quả. Cho nên thường thấy quý vị nhìn thấy hồi xưa thì cái đạo Phật dạy đó là trên có xuất gia, dưới có tại gia. Phần tại gia chỉ có ủng hộ các sư, lần lần họ mới lên con đường giải thoát. Nhưng mà hôm nay tại gia cư sĩ của Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy dạy là trực tiếp để mà hành xử tứ đại trọng ân, để tu Bồ Tát hạnh, để mà chống mau thành Phật quả, là quả vị Phật. Cho nên nó có khác hơn cái đạo Phật từ xưa đến nay là cái chỗ đó. Vậy thì cái người tùy theo cái trình độ căn cơ của mình để mà thọ nhận cái phương pháp tu để gần với cái quả vị cứu cánh giải thoát trong cái thời hạ quân mạt pháp này. Là tại sao mà ngài đưa ra phương pháp đó? Là tại vì buổi hạ quân mạt pháp này chỉ có cái công quả tu hành và phước báo mới chống vượt qua được cái cảnh tận diệt của một cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này, là ngài hội Long Hoa mới có mong gặp mặt được. Cho nên như vậy thì hai thời cúng này trước hết là làm phận sự thượng báo tứ trọng ân, rồi làm phận sự hạ tới tam đồ khổ, trong đó cầu nguyện cho bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Cho nên như vậy thì hai thời cúng này là cái phận sự của mình để mà đền đáp công ơn và làm phận sự để mà tạo nên cái công quả tu hành của mình. Trong hai thời cúng đó mình cũng có tạo được một cái công quả, cũng có cái phước báo, cũng có cái công đức. Bởi vì nếu mà cái tâm thành của mình thành tâm mà khẩn giái và cầu nguyện thì cái tâm đó gọi là tâm từ bi, mà tâm từ bi đó là cái tâm vị tha của một vị Bồ Tát. Cho nên mặc dù là hai thời cúng nó là phụ thuộc, là món trợ đạo, nhưng mà nhắc nhở mình để làm phận sự đó, đó là không thể nào mà bỏ được hai thời cúng này, không thể thiếu được. Nếu mà chúng ta bỏ hai thời cúng này thì là cái công phu tu hành của mình giống như cái người làm mà nó không có một cái căn bản. Thành ra nó không có lề lối, nó không có một cái khuôn thước. Thành ra nó là luồn xuồn làm, nó không có cái công thức gì hết. Thì nó giống cũng như là cái người học nghề mà nó làm nó không có cái nguyên tắc thì không thể nào thành tựu được. Thì hai thời cúng này là cái căn bản, là cái căn bản dạy cái người nó phải có một cái căn bản này để mà nó lập hạnh và lập nguyện, nó mới mau thành tựu đạo quả. Mặc dầu là hai thời cúng đơn giản trong sớm với chiều, nhưng mà trong đó đó có thượng báo tứ trọng ân và có hạ tới tam đồ khổ. Nó có hai mặt về cái công việc làm mà trong cái thời cúng này. Một là về mặt tinh thần, hai là về mặt vật chất. Mặt tinh thần là mình thể hiện lòng từ bi vị tha của mình đối với tất cả chúng sanh, và tôn trọng và tôn thờ tất cả các vị Phật và các đấng thiêng liêng. Đó. Thứ hai đó là nhờ có một cái công phu tu hành hứa nguyện đó mà cái tâm của mình hướng về tất cả chúng sanh để thực hành, để tạo tác cái phước báo cho tất cả chúng sanh và đem cái lòng từ bi bác ái thương người mến vật trong hiện tại, thì tâm của mình nó mới có thành tựu được hai cái phương diện đó. Một là cái phương diện tinh thần, lúc nào cái tư tưởng mình cũng nhìn về tất cả chúng sanh, cũng hướng về tôn trọng tất cả những cái hạnh đức của các vị Phật thánh tiên để chúng ta dốc làm theo. Cho nên thầy nói là ráng bắt chước làm theo Phật thánh. Nếu mình làm cái cách thức như Đức Phật thì ngày sau sẽ chứng quả như ngài. Đó. Và hôm nay mình hướng về tất cả chúng sanh để làm phận sự của mình đối với tất cả chúng sanh, cũng như chư Phật đối với chúng sanh. Như vậy mình tu ở đây
là một là tôn thờ các cái đấng thiêng liêng, hai nữa là mình hướng về tất cả cái chúng sanh để mà làm lợi ích cho đời, cứu khổ ban vui. Đây là một cái tâm nguyện của chư Phật từ xưa đến nay. Cho nên hai thời cúng đó rất đặc biệt, nghĩa là dạy cho con người đem vào lòng từ bi bác ái vị tha như các Phật từ xưa đến nay. Nếu mà người nào có cái tâm đó và hiểu được cái thời cúng này, là lúc nào mình cũng tôn thờ các đấng thiêng liêng, cả bởi vì các vị ấy đã vì tất cả chúng sanh, thì hôm nay mình cũng làm theo cái các vị ấy, cũng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh để ngày sau đắc quả như ngày. Cho nên hai cái thời cúng này nó rất là đặc biệt, nghĩa là nó cũng tạo được cái công quả tu hành, và nó cũng tạo được một cái đạo hiếu của cái con người tu trong hiện tại, và nó cũng là một cái lời nguyện hứa với tất cả các đức Phật. Cho nên ngài nói là câu chớ bỏ lời thề nên Phật cảnh, mà chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh, là ở cái chỗ đó. Mình nói là quy y theo mấy ngài, tu hiện theo Phật đạo, trong đó các vị mà chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi nữa. Đó. Như vậy thì tóm tắt nội dung, nếu chúng ta thực hành như trên là hai thời cúng trong hàng ngày mà Đức Thầy đã chỉ dạy, sớm chiều bình đẳng chớ lên, chớ lơi đó, là thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Nếu mình không sai cái lời dạy của Đức Thầy, thì tương lai, một là mình giải thoát được cái khỏi ta bà trầm nghịch này, và mình tạo được cái công quả gieo gắt cái nhân duyên cùng tất cả chúng sanh trong hiện tại, và vị lai chúng ta sẽ ngồi ở cùng một cái quả vị như các vị Phật ấy. Đó, đó là cái nội dung của cái bài cúng này. Nếu người nào thực hiện đúng theo như vậy thì quý vị sẽ là Phật tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Tư đã giải thích cái đề tài cúng lại của Đức Thầy, tuy là ngắn gọn đơn giản trong vòng 15 phút thôi, nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa và chi tiết. Coi như là cầu nguyện hết cho tất cả, con thấy không còn sót gì chứ, chứ đúng rồi, các tổ được siêu thăng nè, cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ nè, cha mẹ quá khứ thì trực giảng Tây phương nè, bá tánh vạn văn từ tâm bất ái giải thoát mê ly rồi nè. Đúng rồi. Rồi cuối cùng hết thì mới cầu nguyện cho mình là được xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Con nghe cái câu cầu cho đó, mình đắc đạo quả luôn mà. Con nghe cái câu cuối đó mà phải gán nghe cho Phú nghe. Gán tinh tấn em. Sớm chiều bình đẳng cho lời, thường hành như vậy nhớ là đừng sai. Hay hoặc là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Đó. Cảm ơn chú Tư. Nam mô Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Chú Tư thật sự khỏe nghe. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn Tấn Dũng và Châu Phú. Giờ đây Tấn Dũng và chú Tư cùng với Châu Phú thân ái kính chào tất cả vị, và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo của chú Tư Chương. Tu sĩ độc thân tu tại núi Dài Vạn Liên. Kính chúc cho tất cả vị luôn dồi dào sức khỏe. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính chào.